Em xin chào tất cả mọi người. Mọi người có nhìn thấy những kia hình ảnh thực sự rất là sinh động và rất là đẹp mắt không mọi người? Đây chính là một trang trại mà trong đấy có nuôi các bạn hươu sao. Cái mô hình chăn nuôi tổng hợp này ấy, thì em đã từng chia sẻ rồi, nhưng mà hôm nay thực sự là nếu mà không quay lại những cái thước phim này làm kỷ niệm thì em thực sự rất là tiếc, bởi vì nó quá đẹp mọi người ạ. Mặc dù là em không quay được tất cả các cái bạn động vật nó nuôi trong cái trang trại này, nhưng mà em sẽ quay lại hình ảnh của những cái bạn hươu và chủ yếu và cái bạn đà điểu ở phía xa xa một chút đấy. Mọi người có hình dung thấy không? Lời đầu tiên cũng là lời mà hiện tại bây giờ em muốn gửi tới mọi người nhất, đấy là lời kính chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Em cầu mong tất cả sẽ bình an và vượt qua những khó khăn trước mắt, đặc biệt là những ai đang trong vùng dịch mọi người nhé. Mọi người hãy cố gắng lên. Rồi em nghĩ là dịch bệnh cũng sẽ qua đi và Việt Nam mình sẽ kiên cường và chiến thắng được dịch bệnh như các cái đợt dịch vừa rồi. Hôm nay em xin chia sẻ lại cái video này, hy vọng là nó là những cái hình ảnh, những cái thước phim thực sự rất là sinh động và cũng rất là đẹp mắt. Hy vọng là những cái thước phim này có thể là giúp cho mọi người khuây khỏa hơn, thư giãn hơn trong cái thời điểm này. Mong mọi người thông cảm, bởi vì lúc em chia sẻ video này thì thời điểm này các bạn hươu nó kêu ghê quá, rất là ồn ào mọi người ạ. Đấy, các bạn ấy kêu quá nhiều ấy, cho nên là nếu như mà có tạp âm nhiều quá thì mong mọi người thông cảm giúp em nhé. Thời điểm này thì có rất nhiều người hỏi em về vấn đề hươu giống. Hôm nay em chia sẻ thêm một chút, hy vọng là mọi người sẽ có thêm thông tin tham khảo mọi người nhé. Thì mọi người quan tâm đấy là thời điểm này thì giá hươu giống như thế nào, và cái giá nhung trên thị trường nó có ổn định hay không. Thời điểm này thì hươu giống nó cũng tầm mức giá thì nó cũng duy trì như năm trước năm nay, thế nó không có gì thay đổi cả mọi người ạ. Giống cái giá giống nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái nòi giống của con hươu, chứ thực ra là cái tháng tuổi thì nó chỉ chênh một chút thôi, nó không chênh nhiều mọi người nhé. Bây giờ thì một cặp hươu giống bình thường thì nó tầm khoảng trên 20 triệu một cặp đổ lên, nó tùy thuộc vào giống nòi và tùy thuộc vào tháng tuổi. Người nuôi người ta nuôi thêm 1-2 tháng tuổi nhưng nó không đáng chênh đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái cơ bản chênh tiền ở chỗ là cái giống nòi ấy mọi người ạ. Cái giống nòi nó khác nhau thì chắc chắn là con hươu nó cũng sẽ, giá nó cũng sẽ khác nhau. Thì có loại đại trà, có loại khá, có loại tốt, có loại trung bình khá, nói chung nó nhiều cái mức giá. Cho nên cũng nếu như mà giả sử mọi người mua, tìm một cái nơi mà nó uy tín thì có thể là tin tưởng, chứ còn thực ra là khó có thể, mọi người khó có thể nắm bắt được cái con nào là con giống tốt, giống đẹp, giống xấu. Và em thấy thời điểm này có rất là nhiều cái kênh lớn chia sẻ về chăn nuôi hươu nai, về làm giàu tỷ phú từ nghề hươu nai rất là nhiều. Và thực sự là em thấy người ta chia sẻ thì tất nhiên là nếu như mà chia sẻ những cái kiến thức chăn nuôi, những cái kiến thức thực tế để cho mọi người nuôi có thể là tham khảo, hoặc là chia sẻ với cái thị trường để mọi người có thể tìm được cái đầu ra, thì nó thực sự là một cái rất là tốt. Nhưng mà có một điều là em thấy ai cũng bảo là nuôi hươu thu tiền tỷ. Nói thật là cái này cũng cũng đúng, nhưng mà mọi người cũng nên lưu ý một chút nhé. Bởi vì đúng với người này nhưng mà không hẳn đã đúng với người khác. Thì cái này là mọi người thực sự là phải tìm hiểu rất là kỹ, chứ không phải là cứ nghe người ta bảo là nuôi hươu là giàu, nuôi hươu là thu tiền tỷ thì là mọi người cứ tưởng tưởng là dễ dàng. Để đến cái lúc mình khi mình đi vào chăn nuôi rồi ấy thì cái thực tế nó làm cho mình nó hụt hẫng chẳng hạn, nó thất vọng, chắc là nó không như được kỳ vọng ấy. Thì cái này thì không phải là tất cả mọi người đều đều giống nhau, bởi vì mỗi một người nuôi, mỗi một địa điểm, mỗi một cái môi trường, bản thân nó đã khác nhau rất là nhiều. Mình nuôi mà chỉ thuần nuôi không, mình không bán được ra thị trường, mình phải qua cầu này cầu kia thì chắc chắn là nó sẽ khác nhau hoàn toàn mọi người ạ. Nói chung là bất kỳ làm một cái việc gì thì điều đầu tiên là mình tham khảo, nhưng mà cái tham khảo này rồi đến lúc mình phải chắt lọc những cái điều nó phù hợp nhất với mình thì mình áp vào. Chứ còn thực ra là cứ nghe người ta bảo là thu tiền tỷ, thu được nhiều tiền tỷ, lắm giàu lắm này kia, thì nếu như mà thực sự mà dễ dàng như thế kia mà ai cũng làm được thế kia thì nhà nhà người 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 ta đều đi nuôi hươu hết mọi người ạ. Đó là một sự thật. Em không phải phủ nhận một điều gì cả,
và Noi Hiêu giúp phát triển kinh tế gia đình, giúp cho nhiều người thoát nghèo, đấy là có thật. Nhưng mà nuôi hiêu để mà trở thành tỷ phú thì em nghĩ là đến thời điểm này không biết là có bao nhiêu tỷ phú thì em không biết. Nhưng mà nếu mà cái số lượng tỷ phú có thật thì em nghĩ là nó cũng không phải là nhiều như người ta bảo. Mọi người không dễ dàng gì để có. Cho nên là tất nhiên là mình làm cái gì cũng thế. Nó phải có cái công sức mình bỏ ra, chứ không phải là cứ ngồi một chỗ, cứ ngồi yên và cứ nghĩ rằng là chỉ cần nuôi thôi là sẽ mang lại cho mình sự giàu có. Cái này mọi người nên cân nhắc một chút, mọi người nên thận trọng một chút và thực ra là nghiên cứu kỹ một chút. Bởi vì mỗi môi trường, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, tất cả mỗi thứ như em trước đây đã bảo rồi là nó khác nhau hoàn toàn. Và cái sự khác nhau này nó xuất phát từ chính cái xuất phát điểm của người nuôi mọi người ạ. Thực ra là người nuôi ở trong một cái môi trường nào đấy thì cái môi trường đấy nó có dễ có cái đầu ra hay không này, thì cái môi trường đấy có thuận lợi để chăn nuôi không này, thì cái môi trường đấy nói chung nó kết hợp rất là nhiều thứ. Và để mà tỷ phú mà giàu được, thu tiền tỷ, thì em nghĩ là cái đấy là cả một vấn đề chứ không đơn giản như kiểu một câu nói đơn giản là cứ nuôi hiêu là có tiền tỷ nha mọi người. Mọi người tham khảo một chút. Thực ra những cái kênh như em mà là người trực tiếp chăn nuôi như này, em cũng chia sẻ cái cách chăn nuôi, cách chăm hiêu. Còn là nếu như mà em mà chia sẻ được thu tiền tỷ từ cái cách chăn nuôi này thì chắc chắn là em bây giờ phải là tỷ phú rồi thì em mới chia sẻ được mọi người ạ. Chứ em chưa là tỷ phú cho nên em cũng không dám chia sẻ gì về cái đoạn đấy, mà em cũng chưa thu được tiền tỷ cho nên là em cũng không dám chia sẻ nhiều quá, bởi vì làm cho người ta hão huyền quá, nâng nâng một cái gì đó nó quá cao, nó xa vời, nó hão huyền thì để đến lúc người ta khi vào chăn nuôi người ta cảm giác là người ta hụt hẫng, và lúc đấy là rất là dễ có nhiều người chán. Nhiều người chán thì có nghĩa là người ta sẽ bỏ đi, người ta không nuôi nữa, hoặc là người ta có nuôi thì người ta cũng nuôi với cái kiểu mà không có một cái tâm huyết gì cả. Cái này thì thực ra là nhiều người chia sẻ rồi, thì em nói thật thì có thể là mọi người, sự thật thì bao giờ cũng không hay ho gì đâu mọi người ạ. Nếu như mà mọi người muốn nghe một cái gì đấy nó giống như kiểu một cái câu chuyện gì nó lôi cuốn, nó hấp dẫn, thì đòi hỏi người người ta phải có một cái cốt truyện và người ta phải gọi là phải thêm thắt này kia vào thì nó với có cái gì đấy hấp dẫn lôi cuốn. Còn sự thật thì bao giờ nó cũng hơi trần trụi, nó hơi 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 khó nghe một chút. Và thực sự là em bây giờ là em đang nói thật vì em thấy nó quá, em thấy bây giờ search một cái dòng ra thôi là em thấy có quá nhiều cái tiêu đề là thu tiền tỷ rồi trở thành tỷ phú rồi tất tần tật rất là nhiều. Không phải là để làm nhụt chí, không phải là mình muốn dội một cái gáo nước lạnh vào người đang còn có quyết tâm chăn nuôi, nhưng mà ý em nói để mọi người đừng có ảo tưởng quá, tức là đừng có hy vọng, đừng có ảo tưởng quá, mà mình cứ hãy nghĩ là làm một cái gì mình cũng phải bằng công sức của mình, cũng phải phải đánh đổi một chút. Tức là muốn có một cái gì, có một cái thành quả nào đấy thì mình phải đánh đổi, mình phải bỏ công sức, mình phải hy sinh. Không có cái gì tự nhiên đến mà cũng không có cái gì tự nhiên đi, mà cũng cái gì đến với mình dễ quá thì đi cũng rất dễ, cho nên không có cái gì là dễ cả mọi người ạ. Tức là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Và hôm nay em muốn chia sẻ cái điều này bởi vì thực ra là em thấy chỉ một dòng thôi, chỉ một dòng tít là nuôi hiêu nai thôi thì đã có rất là nhiều bài đăng, và chủ yếu những cái bài đấy em thấy chủ yếu là những cái bài là kiếm tiền tỷ, thu tiền tỷ, trở thành tỷ phú từ cái nghề chăn nuôi hiêu nai. Nói chung là nghe nó rất hấp dẫn, mà chính cái bản thân em cũng bị lôi cuốn vào những cái tựa đề đấy. Và em cũng cầu mong rằng là cái nghề này sẽ mang đến cho mọi người tiền tỷ. Đấy là sự thật chứ không phải là chỉ là lời nói suông mọi người. Đấy là cái thực sự là cái mong ước của em. Em rất mong những người chăn nuôi, không phải là chỉ hiêu nai không, và em mong tất cả mọi người chăn nuôi, những người làm nông nghiệp Việt Nam mình sẽ có rất nhiều tỷ phú. Và điều đấy là điều thực sự là em ao ước tận trong thâm tâm em, chứ không phải là lời nói giỡn. Nhưng mà để được trở thành tỷ phú thì không phải đơn giản như mình nghĩ, và mình phải có nhiều cái yếu tố kết hợp. Và thực sự là em thì em chưa, cho nên là em mà bây giờ chia sẻ bảo để trở thành tỷ phú thì nó suông quá, cho nên chắc em không dám nói cái gì đâu ạ. Đợi lúc nào hy vọng là em thành tỷ phú thì em sẽ chia sẻ cho mọi người biết mọi người nhé. Đấy là, nói chung là đấy là cũng là một cái điều thật lòng thôi, em nói thật thôi. Còn bây giờ em sẽ đi vào một cái câu hỏi xoay canh câu hỏi mọi người cũng hay hỏi em, đấy là cái thiết kế chuồng trại chăn nuôi như nào thì hợp lý.
Mọi người có thể là nhìn đây nha, nếu như mà mọi người chăn nuôi trang trại thì mọi người cũng không cần phải tư vấn chi tiết quá, mà mọi người có thể nhìn vào cái mô hình này. Đây là một cái mô hình mà em thấy cực kỳ tâm đắc mọi người ạ. Đấy là một sự kết hợp hài hòa giữa cái không gian này, cái khoảng không gian, cái địa hình, cái môi trường, nói chung là nó rất là lý tưởng để cho các bạn hươu nai và tất cả các cái loài động vật khác sinh sống tại đây mọi người ạ. Mọi người có hình dung được phía dưới cái nền này ấy, là mọi người có làm một cái ống thoát nước, thì ở trên là phủ cát nha mọi người. Đây nền cát thì mọi người đổ cát vào, và ở dưới có một ống thoát nước cho nên là sẽ không bao giờ bị ngập nước cả. Và mỗi cái khuôn như thế này thì sẽ nuôi một loài khác nhau. Thì ở đây anh chủ thì anh nuôi rất là nhiều, cái trang trại này của anh Cường anh nuôi rất là nhiều loại khác nhau. Và mỗi loại thì có một khoảng cách nhau bởi cái hàng rào B40, nó chỉ tầm khoảng cao, em nghĩ là chắc tầm khoảng 1,8 m thôi. Bao nhiêu lần rồi em cũng không không đo chính xác, nhưng mà lần trước em áng chừng thì nó chỉ 1,8 m thôi. Đây là một cái mô hình chăn nuôi kết hợp mà em đã từng chia sẻ với mọi người rồi ấy. Thì nếu thử ai mà diện tích rộng lớn thì mọi người có thể làm trang trại như này, nó rất là lý tưởng. Nó lý tưởng và nó cũng rất phù hợp để cho các bạn động vật sinh trưởng và phát triển tốt mọi người ạ. Riêng các bạn hươu nai này cũng thế. Ở đây thì có một cái điều nó cũng rất là thú vị ở chỗ là mặc dù các bạn hươu là những cái bạn rất là năng động, rất là hay chạy nhảy, cũng cũng rất là tò mò, khi các bạn đà điểu ở bên kia là cứ chạy nhảy qua lại giống múa giống như con công ấy. Những cái bạn đà điểu đấy nó cứ xoay vòng, nó múa rất là đẹp, xòe cánh như con công luôn, nhìn cũng rất là bắt mắt và thú vị mọi người ạ. Đây là cái mô hình và cái trang trại mà em ao ước là mình có được. Và cái mô hình này quá đẹp, em chia sẻ lên cho mọi người tham khảo, và có thể là nếu như mà ai đấy mà nuôi trang trại thì có thể là áp dụng được cái mô hình này. Còn để xây chuồng trại trong những cái trang trại như này thì không, mọi người không cần làm quá kiên cố, bởi vì các bạn hươu nai chỉ thích sống ngoài trời, sống hoang dã là chủ yếu, còn chỉ có bí bách lắm thì các bạn lấy vào chuồng. Còn cái chuồng chỉ là cái nơi để cho mình tiện cái khâu bắt bớ và chăm sóc thôi. Nếu như mà làm được các cái chuồng, nếu như mà mình xác định là chăn nuôi lâu dài ấy, thì mọi người có thể xây những cái chuồng gỗ kiên cố để mình có thể là duy trì lâu dài để cho nó bền, nó vững chắc. Nhưng mà nếu như mọi người không tính được lâu dài thì có thể xây tạm bợ thôi, không nhất thiết phải là kiên cố quá làm gì mọi người ạ. Ngược lại với cái này thì em cũng muốn nói thêm một chút là đối với cái trại ở bên em ấy, thì cái không gian nó chỉ tầm khoảng hơn nghìn mét thì mình cũng không phải là tận dụng hết để nuôi tất cả, nhưng mà dù sao chăng nữa thì cái không gian để nuôi nó cũng chiếm đến 400-500 mét, thì cái đấy thì mình cũng làm bán tự nhiên được. Và khi làm bán tự nhiên ở một cái khuôn viên thì bao giờ mình cũng nên cho hàng rào cao lên, và lúc nào mình cũng khuyên mọi người là nên để hàng rào trên 2 mét. Thực sự là trên 2 mét thì nó mới an toàn được, bởi vì cái bản này không có mật đâu mọi người. Chính vì thế cho nên là khi các bạn hươu hoảng loạn thì các bạn hươu đấy cũng không mất đi phương hướng và có thể là nhảy ra rất dễ dàng. Vì mọi người cứ hình dung là cái chân của bạn ấy dài như này ấy, bạn ấy chỉ cần nhún lên một phát thì cái đà nó rất là cao. Ở đấy thì cẩn thận một chút về cái chuồng trại, về cái hàng rào thôi. Còn về chi phí làm chuồng trại, nếu như mà ai quan tâm về chi phí làm chuồng trại, mà đối với những chuồng trại nó bán tự nhiên ấy, thì em nghĩ là nó không tốn kém lắm đâu. Nếu như mọi người xác định làm những cái chuồng gỗ kiên cố thì nó thứ nhất là nó tốt cho hươu, thứ hai là nó bền, nó vững chắc, và thứ ba thì nó cũng tốn hơn so với những cái chuồng bằng 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 sắt, bằng thép mọi người ạ. Cái chi phí của cái chuồng trại thì nó cũng tùy thuộc vào cái thực tế, cái nhu cầu của mọi người, tức là mọi người muốn làm một chuồng trại kiểu như nào, và hơn nữa là lượng phụ thuộc vào cái diện tích cũng như là cái số lượng của hươu nai mọi người ạ. Chứ còn nó cũng không không có một cái mức nào cụ thể mà để có thể chia sẻ hướng dẫn được, mà cái này nó phụ thuộc hoàn toàn vào nhiều yếu tố. Tiếp theo của video này em mời mọi người cùng nghe nhạc và cùng ngắm các bạn hươu sao, cùng ngắm cái khung cảnh rất là nên thơ mọi người nhá. Thực sự nó rất là đẹp, đẹp một gọi là một cái trang trại, một cái không gian rất là lý tưởng. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video mọi người nhé.
Tiện ở đây có cây sung em hái cho các bạn đấy một ít lá đây, mọi người nhìn thấy chưa? Các bạn đấy là chạy đến ăn luôn này. Đấy, nuôi như này nó rất thích. Nó dễ thương lắm mọi người ạ. Có cái không gian này. Có một cái bạn này bị bắt nạt đấy, thì là các bạn khác giật lông cho trụi hết cả lông đó mọi người ạ.